Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và bạn quay trở lại với series video chọn bộ bí kíp kinh doanh đồ uống bao gồm cà phê, trà chanh, các loại đồ uống nói chung và tập trung vào cái mảng trà chanh đang rất là phát triển tại thị trường Việt Nam. Và để không mất thời gian của anh chị và các bạn nữa thì bài học này là bài học tôi sẽ chia sẻ một số những cái lời khuyên để giúp các anh chị và các bạn có thể lựa chọn được địa điểm thành công. Thì trong ngành F&B nói chung và quán cà phê hay quán trà chanh hay quán trà sữa nói riêng thì địa điểm luôn luôn là một trong những cái yếu tố quan trọng. Hầu hết trong bất kỳ một cái ngành nào thì địa điểm là một yếu tố rất quan trọng. Hãng cà phê Starbucks Coffee đã nói một câu như thế này: hầu hết mọi người nghĩ rằng chúng tôi là kinh doanh đồ uống. CEO của Starbucks Coffee đã nói như vậy. Thế nhưng mà họ lại không hiểu rằng chúng tôi là những gã buôn bất động sản bán kèm đồ uống. Đây là một câu nói của CEO của hãng Starbucks nói rằng, nhấn mạnh rằng là khi kinh doanh đồ uống, các bạn phải nhớ là quan trọng nhất là địa điểm. Và người ta nâng tầm lên là người ta nói rằng là chúng tôi là những gã kinh doanh bất động sản kèm đồ uống. Câu đấy có nghĩa là rất thâm thúy, rất là hay. Thì khi mình làm chuỗi hoặc là mình làm một hai điểm bán của mình phải chọn địa điểm. Thì chọn địa điểm theo những tiêu chí như thế nào? Đầu tiên, mình phải chọn địa điểm. Nếu mà mình làm trà chanh hoặc trà sữa thì phải là khách hàng là giới trẻ. Thế thì chỗ nào có giới trẻ ở đấy? Đúng không? Trường học cấp 3, đại học, đấy, khu công sở hiện đại, công nghệ cao này nọ, ở khu dân cư đông, rồi thì các con phố, tuyến phố đông người qua lại. Còn bây giờ mình đi vào cái chỗ hẻo hẻo, toàn lão thành cách mạng, thì mình bán cho ai trà chanh, trà sữa bây giờ? Hiểu vấn đề chưa ạ? Thế thì cứ đông dân cư, đông sinh viên, đông công sở, người đi làm, đặc biệt là giới trẻ, càng tốt cho tôi. Đông người qua lại, phố lớn, ngã 3, ngã 4, ngã 5, đúng không ạ? Có chỗ để xe rộng rãi, đấy, có thể để trước mặt hoặc là để cạnh cũng được, không có vấn đề gì, được chưa ạ? Rồi thì đặc biệt là bán trà chanh thì mình cũng là một cái, mình cũng cần nên chú ý đến cái phần mà có vỉa hè để mình có thể cơi nới thêm, nếu được là tốt nhất. Bởi vì cái mô hình này là mô hình nhặt tiền lẻ, cho nên là chúng ta cần phải có một cái số lượng khách hàng đông. Và muốn có khách hàng đông thì mình phải có chỗ để xe máy là chủ đạo, xe ô tô thì cũng ít thôi. Nhưng mà các cái điểm kinh doanh của mình cũng nên có 1, 2 hoặc là 3 cái điểm đỗ ô tô miễn phí, mình có thể trông được cho khách thì cũng rất là thuận lợi. Đó. Ví dụ như bọn tôi bây giờ có ô tô thì bọn tôi cũng rất là ít khi đi, bởi vì đi ô tô cũng để chỗ để cũng rất là mệt. Hoặc là nếu đi ô tô thì sẽ chọn những cái địa điểm lớn, những cái địa điểm đắt tiền, họ có thể để được chỗ để xe miễn phí hoặc ít nhất là có chỗ để xe nha. Rồi, địa điểm thì tốt nhất là của nhà được là tốt nhất, tức là mình không phải đi thuê nếu mà mình startup, mình khởi nghiệp. Còn nếu mình đã làm chuỗi thì bắt buộc mình phải đi thuê, mình lấy đâu ra nắm điểm thế, thì mình cứ đi thuê nha. Còn điểm của nhà nếu mà mình bắt đầu startup là tốt nhất, thì mình sẽ tiết kiệm được tiền ở cái thuê mặt bằng, bởi vì cái tiền thuê mặt bằng hiện nay nó chiếm đến khoảng độ 30-40% cái doanh thu của các bạn làm trà chanh, trà sữa, làm đồ uống đấy ạ. Những cái địa điểm đẹp hai mặt tiền hoặc là một mặt tiền phố lớn bây giờ có thể từ vài chục triệu đến 1-2 thậm chí 300 triệu tiền thuê một tháng, rất là kinh khủng nhá. Thế rồi thì chúng ta cũng phải khảo sát về các địa điểm đi thuê trước khi chúng ta chọn. Chúng ta khảo sát là ví dụ như là cái điểm người ta thuê này trước đấy người ta làm gì, cái phố này có phù hợp hay không. Chúng ta cũng phải thăm dò đánh giá, hỏi thăm ý kiến. Liệu là chúng ta phải ngồi đấy, chúng ta nhìn cả tuần, 1-2 tuần chúng ta xem là cái hành vi của khách hàng, người ta đi xe máy, người ta có đỗ hay không. Có những chỗ người ta đi xe máy, người ta bị góc khuất, người ta không đỗ, người ta bị trôi thế này thế kia thì cũng rất là không ổn. Đấy, bởi vì mình thuê nhầm địa điểm một phát là tiền đầu tư, máy móc, tiền khai trương, tiền mặt bằng, biển hiệu, tiền sửa chữa là đi tăm ngay nhá. Mình đi tăm ngay thì mình chọn cho tôi những cái theo đúng cái tiêu chí như thế, và chịu khó là lên mạng giao này, rồi thì mua các cái tờ báo giấy mua bán giao vặt này, rồi thì đăng status các hội nhóm này, rồi thì vào những cái trang bất động sản mua những cái tin giao vặt và xem những cái tin giao vặt. Mua là mình đăng là tôi cần mặt bằng, xem tức là gì, những chỗ thằng nó có mặt bằng nó giao, mình vào mình đọc, xong mình gặp và chú ý tránh hoặc là
cũng phải đàm phán với các cái đội môi giới. Vì cái đội môi giới là nó cái đội môi giới là nó thường là xào tin, tức là ví dụ tôi Phan Anh là chủ cái nhà, tôi đăng lên cái xong một lúc sau là thấy có cả trăm tin ở trên đấy, ai cũng là chủ, bởi vì cái đội đấy chính là đội đội môi giới. Thế nên là nó sẽ ví dụ như là nó thuê của mình 20 triệu, xong nó kênh lên 25 triệu, xong đó là nó cũng miễn trung gian. Thì cái việc mà chúng ta thuê qua môi giới là chuyện bình thường, nhưng chúng ta phải biết còn tránh cái việc là chúng ta bị môi giới nó lừa, được chưa ạ? Vâng. Và khi đi thuê thì chúng ta cũng cần lưu ý đến các cái vấn đề về hợp đồng liên quan đến việc sửa chữa hợp đồng thuê trong 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đấy, rồi thì các cái điều khoản phạt hợp đồng, rồi thì các bạn tính toán xem là nhà nó có cũ nát quá không. Bởi vì nếu mà mình làm nhà cũ nát quá thì cái chi phí đầu tư của mình nó sẽ cao. Rồi hợp đồng thì mình cũng nên tìm luật sư để mình làm, để tránh cái việc là các bạn lên mạng các bạn search cái hợp đồng thuê nhà nó có mấy dòng, 1-2 trang ngắn ngắn như này, các bạn làm cho ký cho chủ nhà như vậy là có thể các bạn sẽ bị thiệt. Sau này khi mà người ta đòi nhà, người ta thấy mình làm ăn được, người ta đòi nhà, hoặc là người khác đến thuê người ta trả cao hơn, người ta đá mình ra ngoài đường. Thì cái thời gian thuê thì mình cũng nên thuê khoảng 2 đến 3 năm. 2 năm thì cũng có thể mong manh, nhưng 3 năm thì rất là đẹp. Bởi vì là sau đấy thì mình có thể không làm ăn được thì mình vẫn có thể nhượng lại. Đấy, mình làm hợp đồng cho nó cẩn thận mà, thuê luật sư rồi thuê. Rồi trước khi thuê cũng phải xem xét xung quanh hàng xóm, an ninh dân cư như thế nào, rồi để xe có thuận tiện hay không, công an phường có làm việc được hay không, vỉa hè hết có ok hay không. Chứ không phải mình thuê xong là nó có rất nhiều vấn đề, không để được xe rồi hàng xóm khó chịu, rồi chủ nhà khó chịu vân vân mây mây, chúng ta kinh doanh sẽ không tốt. Thì đấy là một số những cái lời khuyên tôi muốn nói với các bạn. Thì kể cả trong ngành F&B là nhà hàng, đồ ăn, đồ uống, cà phê, trà sữa hay là trà chanh đều là như vậy. Khách hàng của bạn là ai thì mình sẽ thuê địa điểm cạnh đấy, hoặc là mình thuê địa điểm cạnh đấy thì mình phải phục vụ khách hàng ở gần đấy là ai. Tại vì người ta cũng có thể người ta đi 10 cây số, 20 cây số để đến uống trà chanh, nhưng mà cái số đấy là vãng lai, là vô tình, là đi qua thôi. Chứ còn nếu mà gần ấy, ví dụ như là thầy Phan Anh ngồi hẹn các bạn đi uống cà phê hay là đi đâu làm việc business gì đó, thì thầy Phan Anh sẽ thường có xu hướng là hẹn quanh nhà, quanh cơ quan hoặc là quanh văn phòng. Đấy, những cái chỗ mà thầy Phan Anh xuất hiện. Thế thì rõ ràng những chỗ đấy là những chỗ mà mình sẽ bán. Chứ bây giờ thầy Phan Anh không lên phố cổ Hà Nội để uống cà phê, mặc dù cà phê trứng ở trên đấy rất là ngon, ví dụ như thế, hay là trà chanh ở trên đấy chém gió rất là xôm. Bởi vì đi lên đấy nó tầm 15-17 cây mà đường xá thì tắc nghẽn như này rất là mệt mỏi, bắt buộc phải đi hay như thế nào đấy thôi. Ok, rồi trên đây là một số các lời khuyên cho các anh chị và các bạn trong cái việc lựa chọn địa điểm kinh doanh. Tôi xin phép nhắc lại là địa điểm kinh doanh trong ngành hàng F&B là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Những yếu tố khác cũng quan trọng, đồ ăn, đồ uống, món ăn, phong cách, nhân sự, phục vụ vân vân rất là quan trọng, đúng không? Nhưng yếu tố địa điểm các bạn có thể nói là quan trọng nhất. Đấy, nó quyết định được khoảng độ 30-40% thậm chí 50% sự thành công của các bạn. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin chúc cho các anh chị và các bạn thành công với việc kinh doanh nhà hàng, đồ uống. Xin nói thêm là tôi có cả cái khóa học F&B Marketing, tức là Food and Beverage Marketing, dạy các cái công cụ marketing cho mảng đồ ăn, đồ uống nói chung. Còn đây là cái bài mà tôi nói thiên về trà chanh, trà sữa và các cái loại đồ uống nha, tức là sâu hơn một chút. Ok, xin cảm ơn các bạn, xin chào.